Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay trở lại giới thiệu các bạn một cái sản phẩm khác của Simac. Đây là một cây búa nhổ đinh cán gỗ. Và như các bạn nhìn thấy thì cái sản phẩm này, cái cán gỗ ở phía dưới tay cầm cũng được người ta tạo thành cái hoa văn, những cái đường sọc ngang, sọc dọc, sọc chéo như thế này để tạo cho cái cảm giác cầm nó không bị trơn trượt. Rồi phía của đầu búa thì các bạn nhìn thấy được gia công rất là tỉ mỉ, cũng như là thiết kế rất là đẹp, được in nhãn hiệu lên và mã hàng lên sản phẩm của họ. Thì ngày hôm nay mình sẽ đo cho các bạn xem cái kích thước của nó. Thì hiện tại mình đo được là 33cm cho cái búa cán gỗ của Simac. Hiện tại thì các bạn có thể xem và đăng ký kênh YouTube. Mình để đường link phía dưới. Giá sản phẩm được đăng trong website cũng như là phía dưới đường video clip này. Cảm ơn các bạn.